Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ tiếp tục và bước đi ở trong cái ý niệm đó, phước hạnh đó. Để cuộc đời của chúng ta sẽ để Chúa Ngài ban ơn. Chúng ta có một thái độ đúng để chúng ta có thể đối diện với những thách thức ở trong đời sống một cách tốt đẹp. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài lấy ẩn dụ về hai người dại và người khôn xây nhà của mình ở trên vần đá và ở trên cát. Chúa dạy ẩn dụ này để xác nhận với loài người của chúng ta rằng cuộc sống ở trên trần gian này chúng ta sẽ gặp những bão tố, chúng ta sẽ đối diện với những thách thức và đời có chiều hướng có thể ném cho chúng ta những quả chanh. Và Chúa Ngài nói rằng cái người mà nghe và làm theo lời của Chúa dạy thì giống như một người khôn ngoan xây cất nhà của mình ở trên vần đá. Khi có mưa sa, nước chảy, gió lai, nhà nó không sập. Sẽ có mưa, sẽ có nước chảy và có thể soi mòn vào trong nền của nhà của chúng ta. Nhưng mà khi nhà của một cái người mà cất ở trên vần đá, tức là nghe và làm theo lời Chúa dạy, thì nhà nó đứng vững. Nhưng mà người dạy là những người nghe mà không làm theo lời của Chúa dạy đó, thì giống như là cái người xây cất nhà của mình ở trên cát. Cùng một bão tố, cùng một sóng gió, cùng những cái mưa sa, nước chảy, gió lai, thì cái nhà mà cất ở trên cát đó sẽ sập. Bởi vì người xây cất căn nhà của mình trên cát là những người nghe lời Chúa mà không thực hành. Thì chúng ta thấy rằng trong những cái ngày bình thường thì hai căn nhà đó nhìn không khác nhau. Có thể cất theo kiểu nhà mà cất đồng loạt ở trong cái khu một cái bờ biển thì phải nhìn vào nó không khác nhau gì hết. Nhưng mà khi xảy ra có mưa sa, nước chảy, gió lai thì nhà đó sẽ đứng hay là sập là do cái việc có vâng giữ theo lời của Chúa hay là không, có làm theo lời của Chúa dạy hay mà không. Để chúng ta cảm ơn Chúa, tôi tin rằng không ai trong chúng ta tới đây cố tình muốn sống một lời sống là chúng ta chỉ nghe lời Chúa lấy nghe làm đủ. Nhưng mà chúng ta sẽ là những người làm theo, chúng ta sẽ là người vâng theo lời của Chúa. Và mỗi ngày chúng ta cứ tiếp tục xây cất căn nhà của cuộc đời của chúng ta trên nền đá vững chắc là trên Đức Chúa Trời, trên Đức Chúa Giêsu. Bởi vì bão tố sẽ đến. Và đời sống của chúng ta mỗi ngày thì chúng ta thấy rằng sẽ hứa hẹn cho chúng ta rằng sẽ có những bão tố lớn hơn nữa. Tối thứ sáu trong dịp gia đình của anh chị Hải Như có mời chúng tôi dùng cơm tối với gia đình của bà mục sư Phạm Đình Nhẫn từ Việt Nam sang thăm con trai của mình, Vĩnh An và Loan. Thì chúng tôi có cơ hội để ăn thọc ông và có cơ hội để chia sẻ với nhau những điều mà mục sư Nhẫn cũng như chúng tôi thấy rằng có cùng một quan điểm. Đó là trong những ngày qua những thách thức khó khăn mà thế giới đối diện qua COVID-19 cũng như là chiến tranh mà chúng ta nghe, những lời đe dọa của chiến tranh mà nghe, thì nó chỉ là những cái sự tập dượt chuẩn bị cho những chuyện lớn hơn. Và tôi cũng góp phần vào trong câu chuyện để chia sẻ và chắc anh chị em những người theo dõi chúng ta cũng đã thấy. Đó là ba hôm trước, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO cộng với lại Iran đã đứng chung với lại Nga trong một nhóm đồng minh. Khi chúng ta thấy điều này xảy ra, thấy cái bức ảnh của người lãnh đạo của Iran đứng chính giữa, Putin đứng ở bên một bên và Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ đứng một bên, thì chúng ta lập tức thấy những lời tiên tri ở trong Ezechiel 38-39 đang ứng nghiệm trước mắt chúng ta. Vì tiên tri được Chúa Ngài ban cho trong sự hiện thấy nhiều ngàn năm về trước, 2400 năm trước, rằng trong ngày cứu rốt trước ngày Đức Chúa Jesus Christ Ngài trở lại, thì sẽ có một liên minh của một quân đội từ phía bắc của Israel sẽ đổ xuống để tấn công nước Israel. Dẫn đầu là Nga, kế tiếp là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Iran trước đây là Persia. Nhưng mà trong Thế chiến thứ nhì thì trong sự hướng dẫn cũng như ảnh hưởng của Hitler đã đổi tên của nó thành Iran, là viết tắt của chữ Iranium, chất nguyên tử để làm ra bom nguyên tử. Đạo quân đó phải có sự hiệp lại. Và chúng ta thấy nhiều ngàn năm trải qua, chúng ta chưa thấy cái sự hiệp lại này cho đến ba hôm trước.
Cái chuyện Thổ Nhĩ Kỳ trước đây là thành viên của NATO mà lại đứng chung với lại Nga trong lúc này là việc mà chúng ta biết rằng chuẩn bị để báo cho chúng ta biết những lời tiên tri của Chúa đang dần ứng nghiệm. Anh xem cho tôi nói, Đức Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hậu thánh của Chúa đã rất gần rồi. Rất gần. Cuộc sống của người của chúng ta trên đất này sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Cảm ơn Chúa, niềm tin của chúng ta và hội thánh của Chúa đa số. Chúng ta tin rằng hội thánh sẽ được Chúa Ngài tiếp rước trước 7 năm đại nạn. Khi chúng ta gặp Chúa tại không trung, những người thân thương của chúng ta đã qua đời, cái phần tâm linh của họ đến với Chúa ở tại không trung, thân thể của họ ở trong mồ mả, trong nháy mắt được Chúa Ngài làm cho sống lại, hợp lại với nhau. Chúng ta nếu bây giờ còn sống thì cũng sẽ được trong nháy mắt được biến hóa khi tiếng kèn thổi và chúng ta sẽ gặp Chúa tại không trung. Trong lúc đó thì ở dưới thế gian này sẽ là 7 năm đại nạn. 1/3 dân số của thế giới sẽ chết. Và nhiều điều khó khăn khác nữa sẽ xảy ra. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho để chúng ta nhận biết cuộc sống của chúng ta sẽ gặp trở ngại. Các em có thể cho một sự cái microphone khác, một sự không có bị đứt quãng. Lời của Chúa cho chúng ta biết cái lẽ này, thì công việc của chúng ta là chúng ta phải có sự chuẩn bị. Và làm sao để khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống thì chúng ta có thể vững vàng ở trong ơn Chúa. Chúng ta có thể có một cái cuộc sống. Như lời của Chúa cho chúng ta biết là Gia-cơ chương 1 đến câu 4. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin sanh ra nhịn nhục hay là kiên nhẫn, những sự kiên nhẫn quy xem nghe tôi được chưa rồi. Cảm ơn Chúa. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy đặc biệt là câu số 4. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy. Ok, good. Anh chị em, Gia-cơ chương 1 câu 4 cho chúng ta thấy mục tiêu của Chúa. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Tuần rồi chúng ta đã xây dựng những khó khăn, những thách thức chúng ta đối diện trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài cho phép xảy ra. Chúng ta đã xác nhận và lời của Chúa cũng xác nhận với chúng ta đó là Chúa không phải là tác giả của những thách thức, những sự khó khăn mà chúng ta đối diện. Ma quỷ là kẻ làm những công việc đó. Nhưng mà Chúa trong quyền năng của Ngài, ở trong sự khôn ngoan của Chúa, Ngài có thể cho phép nó xảy ra để tạo nên sự kiên nhẫn ở trong chúng ta, để chúng ta có thể phát huy một cách hiệu lực cái sự kiên nhẫn mà Chúa Ngài muốn chúng ta có. Và mục tiêu cuối cùng của Chúa đó là Chúa muốn chúng ta trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Mục tiêu của Chúa là để cho khi chúng ta đã trải qua những sự khó khăn, chúng ta vượt qua được những trái chanh chua của cuộc đời của chúng ta. Thì Đức Chúa Trời, Ngài muốn đời sống của chúng ta đó, thế nhân đang quan sát chúng ta, họ sẽ nhìn thấy cuộc đời của chúng ta tròn trịa, không có những cái khiếm khuyết, để họ có thể chứng kiến và thấy rằng một cuộc đời có Chúa, một cuộc đời thờ phượng Chúa. Thì dù hoàn cảnh khó khăn mà họ cùng đối diện với cả thế giới,
thì có một cái gì đó nó đầy đủ, nó quân bình, nó tốt đẹp ở trong đời sống của những con người đó. Đó là mục tiêu của Chúa. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta sẽ đối diện với những thách thức, những khó khăn trong đời sống. Trừ trường hợp chúng ta đã nằm ở trong quan tài nhắm mắt xuôi tai thì mới không có vấn đề. Nhưng mà ngày nào chúng ta còn sống là chúng ta sẽ đối diện với những cái thách thức ở trong đời sống của mình. Nhưng mà điều mà có Chúa trong đời sống, Ngài muốn chúng ta có thể kinh nghiệm được, đó là phía bên kia của sự thử thách mà chúng ta đã trải qua rồi, là một đời sống mạnh mẽ, một đời sống phước hạnh, một đời sống tốt đẹp càng hơn khi chúng ta trong ơn Chúa chúng ta vượt qua. Và đây là điều mà Chúa muốn tìm thấy trong đời sống của chúng ta. Đến độ thế nhân đang quan sát sẽ nhìn thấy cuộc đời chúng ta mỗi ngày một giống như Chúa hơn. Đó là mục tiêu. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có quyền để hiệp mọi sự lại, làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa, là những kẻ mà Chúa Ngài đã biết trước và Ngài đã chọn để được trở nên giống như con Ngài là con cả ở giữa nhiều anh em. Đó là mục tiêu của Chúa. Ngài muốn thấy chúng ta mỗi ngày được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên tin Chúa, Ngài dẫn dắt chúng ta không phải là để đời sống của chúng ta an nhàn và không có vấn đề, không có nan đề. Nhưng mà Chúa Ngài luôn ở cùng chúng ta để khi chúng ta đối diện với những nan đề, những trái chanh của cuộc đời, cái cách mà chúng ta đối diện thì người khác sẽ ngợi khen Chúa của chúng ta và họ cũng sẽ được thu hút đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi nghe những điều này, có thể ai đó trong chúng ta nghĩ rằng đây là những điều nghe thấy rất là vô lý. Làm sao để sau khi chúng ta bị nhồi nặng và đi qua những cái sự đau đớn trong cuộc đời mà chúng ta có thể trở nên tốt hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn? Đối với sự suy nghĩ của con người chúng ta mà chúng ta không có Chúa ở trong cái phương trình này đó, thì chúng ta thấy rằng đúng như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì có Chúa trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ trải qua những sự khó khăn này và cái kết quả là chúng ta được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta càng hơn. Vấn đề mà chúng ta cần phải làm ở trong ngày hôm nay, cũng như các anh chị em đã nghe tôi giảng dạy về lối sống này, chúng ta thể hiện ở tại Hội Thánh của Chúa VBC Houston tại đây một cách rất là rõ ràng. Trong quá trình của các năm tháng mà chúng ta được Chúa Ngài ban phước để Hội Thánh của Chúa được thành lập và cho đến ngày hôm nay, đặc biệt là từ năm 1992 cho đến bây giờ, chúng ta chọn một thái độ sống theo như lời của Chúa dạy, là chìa khóa mà Chúa Ngài giao trong tay của chúng ta. Để khi chúng ta trải qua những thách thức, chúng ta trải qua những cái lúc mà đời ném cho chúng ta những cái trái chanh, thì chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Chúng ta có thể thắng được những trái chanh này và chúng ta có thể được Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Những điều mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một công cụ hay là một vũ khí mà chúng ta có thể sử dụng để mời Ngài đến hiện trường và bắt đầu dẫn dắt và đưa chúng ta ra khỏi những cái sự khó khăn đó, để khi phía bên kia của nan đề thì chúng ta trở nên những người mạnh mẽ và trọn vẹn hơn. Cảm ơn Chúa. Cho nên điều tốt nhất mà anh chị em mỗi một chúng ta có thể làm khi cuộc sống cho chúng ta những quả chanh, đó là chúng ta chọn ngợi khen Chúa. Khi đời ném cho chúng ta những quả chanh thì chúng ta rất dễ để có cái chiều hướng là chúng ta trở nên cay đắng, chúng ta hận đời. Chính điều đó sẽ đem chúng ta đến chỗ đời sống của chúng ta sẽ héo hon, chúng ta sẽ trở nên những người sống mà chúng ta thấy rằng rất là đau khổ. Nhưng khi chúng ta chọn sống một đời sống mà lời của Chúa dạy chúng ta, và tôi muốn chia sẻ và nhắc nhở anh chị em, thì đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được phước hạnh của Chúa. Khi đời ném cho chúng ta những quả chanh, chúng ta làm nước chanh uống, không phải sức của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ cậy Chúa để Chúa Ngài sẽ làm điều đó. Và chúng ta mời Chúa bước vào ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta, cái khó khăn của chúng ta, để Chúa có thể đem tài nguyên và quyền năng của Ngài vào để có thể thay đổi tình hình. Ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta trong ơn của Chúa. Cho nên điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi cuộc sống cho chúng ta những quả chanh, đó là chúng ta ngợi khen Chúa. Ngợi khen là gì? Theo từ điển thì khen ngợi hay là ngợi khen để bày tỏ một cái tấm lòng chân thành biết ơn, một sự ngưỡng mộ hoặc là một sự khen ngợi biết ơn. Ngợi khen là gì? Ngợi khen là nói tốt, là bày tỏ lòng ngưỡng mộ, là tán dương, là tán mỹ, là chúc tụng, là tán dương, là ca tụng và tôn cao người mà chúng ta khen đó.
Trong trường hợp của chúng ta đang ngợi khen Chúa là chúng ta nói hay hát về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài kỳ diệu biết bao, và việc Ngài đã làm cho chúng ta cũng thật là kỳ diệu biết bao. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen có sức mạnh hơn là sự cầu nguyện. Và đây là vấn đề mà chúng ta cần nắm vững, để chúng ta sẽ thấy rằng thay vì chúng ta chỉ có sử dụng cái phước mà Chúa Ngài cho chúng ta là cầu nguyện, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái phước hạnh mà lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa, đó là sự ngợi khen. Chúng ta còn nhớ trong trường hợp của Phi-e-rơ được ghi lại cho chúng ta trong Công vụ chương 12. Kinh Thánh ghi lại, khi Phi-e-rơ bị bắt bỏ trong tù, thì hội thánh cầu nguyện cho người không thôi. Để đáp ứng lại với lời cầu nguyện, Chúa đã sai thiên sứ của Chúa đến để đáp lời. Công vụ chương 12 câu 7 cho đến câu số 10, thình lình có một thiên sứ của Chúa đến. Và có ánh sáng soi ở trong ngục tối, thiên sứ đập vào sườn của Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng hãy mau trở dậy, xiềng bèn rứt ra khỏi tay của người. Kế đó thiên sứ nói rằng hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vòng canh thứ nhất rồi vòng canh thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người. Rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đằng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Chúng ta thấy ở tại đây, hội thánh của Chúa cầu nguyện cho Phi-e-rơ không thôi. Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của hội thánh bằng cách sai một thiên sứ đến để giải cứu Phi-e-rơ một cách siêu nhiên. Và đã đi qua những cái cửa, những cái vòng canh mà chúng ta thấy như là cửa tự động mà chúng ta thấy ở trong xã hội văn minh ở tại nước Mỹ này. Đi tới cửa, thì em thấy nên cửa nó mở ra. Đi đến cái vòng canh thứ nhất thì chúng ta thấy cửa cũng mở ra. Đến vòng canh thứ nhì cửa cũng mở ra. Thiên sứ của Chúa đã được sai đến để giải cứu Phi-e-rơ. Hội thánh cầu nguyện, Chúa sai thiên sứ của Chúa đến. Thì chúng ta đọc sách Đa-ni-ên, chúng ta cũng thấy mỗi lần Đa-ni-ên cũng như tuyển dân của Chúa cầu nguyện, thì chúng ta thấy Chúa Ngài có sai thiên sứ của Chúa từ trời đến để đáp lời cầu nguyện của họ. Như trong Đa-ni-ên chương 10, câu 12 đến 14, đoạn người bảo ta rằng hỡi Đa-ni-ên đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Phê-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta. Và ta ở lại đó với các vua Phê-rơ-sơ. Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu về sự xảy ra đến cho dân của ngươi trong những ngày sau đốt, vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Đa-ni-ên hạ mình xuống cầu nguyện với Chúa để xin biết tương lai của dân tộc của ông là như thế nào. Chúng ta đọc bối cảnh, chúng ta thấy rằng ông đã theo dõi lời tiên tri của Jeremy rằng Chúa Ngài sẽ để cho dân sự của Chúa là dân đã bỏ không giữ theo lời của Chúa. Ngài rút hàng rào bảo vệ. Họ sẽ bị đánh chiếm và bắt đi làm tù binh, đi làm những người phu tù ở nước ngoài cho đến 70 năm. Đa-ni-ên học biết rằng 70 năm sắp đến. Ông muốn biết tương lai của dân tộc của ông là như thế nào. Ông hạ mình xuống, ông cầu nguyện. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Chúa Ngài sai thiên sứ Gabriel đến để đem sự đáp lời của Chúa đến, sứ điệp của Chúa đến cho Đa-ni-ên. Nhưng mà thiên sứ gặp trở ngại. Đó là có vua của nước Phê-rơ-sơ đã ngăn trở, và có một trận chiến xảy ra giữa thiên sứ Gabriel và vua của nước Phê-rơ-sơ này. Thế nhưng không phải là ông vua của xác thịt, mà nó là một cái linh được sai phái đến để chiếm lĩnh cũng như là điều hành công việc ở trong nước của Phê-rơ-sơ, tức là nước Ma-tư. Thiên sứ phải chiến đấu, Gabriel phải chiến đấu, và chúng ta thấy rằng không thể đi được. Có lẽ là cuộc chiến ngang ngửa, vì Gabriel là thiên sứ đem sứ giả của thiên đàng, đem những sứ điệp từ nơi Chúa đến cho con người của chúng ta. Gabriel mỗi lần chúng ta thấy được nhắc đến trong Kinh Thánh thì đem một cái sứ điệp nào đó từ Chúa đến cho loài người. Sau này Gabriel cũng hiện ra với trinh nữ Mary để báo về việc nàng sẽ chịu thai và sanh một trai. Vì không thể thắng được thì Gabriel đã kêu sự cầu viện của tiếp viện của thiên đàng. Thì thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là thiên sứ của chiến trận đã đến và đánh nhau với thiên sứ hay là quỷ sứ cai trị trên nước Phê-rơ-sơ để Gabriel có thể đến được với Đa-ni-ên. Chúng ta để cái ý đó ở tại đó và chúng ta sẽ trở lại. Rồi Đa-ni-ên chương 9 câu 3, câu 21, 22 chúng ta cũng thấy ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khẩn nguyện này xin với sự kiên ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện
này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc ban đầu, được sai bay mau đến đụng ta lúc dâng lễ chiều hôm. Rồi dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Một lần nữa, Daniel cầu nguyện. Chúa sai thiên sứ của Chúa mang sự đáp lời đến. Daniel chương 6 câu 19 đến 22. Bây giờ Daniel tâu cùng vua rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ của Ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Ba lần chúng ta thấy Kinh Thánh trong sách Daniel cho chúng ta thấy điều đó. Daniel cầu nguyện, Chúa đáp lời bằng cách sai thiên sứ đem sự đáp lời đến. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Nhưng có điều mà tôi, mà anh chị em để ý, chúng ta nhớ trở lại. Gabriel là thiên sứ của Chúa, mang sứ điệp từ nơi Chúa đến và xác nhận với Daniel là ngay từ ngày đầu ngươi hạ mình tìm kiếm thì ta đã được sai đến với ngươi. Ngày đầu tiên. Nhưng mà cái ngày mà Gabriel đến và giao sứ điệp này cho Daniel là ngày thứ 21. 20 ngày trận chiến này diễn ra. Cho tôi rút điểm một cái lẽ thật để nhắc nhở anh chị em. Thiên sứ được Chúa ngày sai đến. Nhưng mà thiên sứ có giới hạn của thiên sứ. Vì không phải là toàn năng. Cho nên có thể gặp những ngăn trở và sự đáp lời có thể đến với chúng ta chậm hơn. Bây giờ tôi chia sẻ với anh chị em điều mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Cách để chúng ta có thể nhận sự đáp lời và phép lạ đến ở trên đời sống của chúng ta một cách nhanh hơn. Đó là ngợi khen có sức mạnh hơn cầu nguyện. Làm sao tôi biết? Thi Thiên 68 câu 1 câu 2 chép: Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Khi khói tỏa thể nào, Chúa sẽ làm tan chúng nó thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa làm sao, những kẻ ác sẽ bị diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm như vậy. Cảm ơn Chúa, kẻ thù sẽ tan chảy như sáp. Nó bị đùa đi như khói khi Chúa trỗi dậy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, bây giờ làm sao để chúng ta có thể rước sự hiện diện của Chúa vào trong đời sống của chúng ta và trong hoàn cảnh của chúng ta, để chúng ta thấy kẻ thù sẽ bị đánh đuổi, nan đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng trong đời sống của chúng ta. Ngợi khen Chúa là chìa khóa. Cầu nguyện là việc tốt mà Chúa sai thiên sứ của Ngài đem sự đáp lời đến. Nhưng khi chúng ta ngợi khen thì chính Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến. Mà Chúa đến thì Ngài là Chúa toàn năng, không có một quỷ sứ nào, cũng không có một nan đề nào, cũng không có một bão tố nào, cũng không có một cánh cửa sắt của nhà tù nào có thể đứng nổi trước sự hiện diện của Chúa. Và đó là lý do tại sao khi đời ném cho chúng ta những trái chanh, chúng ta chọn đứng lên ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Sila và Phao-lô ở trong Công vụ chương 16. Họ bị trói cùm ở trong ngục tối. Thì câu 25 nói, Công vụ 16 câu 25, lối nửa đêm Phao-lô và Sila đang cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Chúng ta thấy tại đây Phao-lô và Sila cầu nguyện, thiên sứ chưa đến thì họ đã chuyển qua ngợi khen, thì Đức Chúa Trời toàn năng đã bước đến. Câu 26 chép: Thình lình có cơn động đất rất lớn đến nỗi nền ngục rúng động cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng của tù phạm thải đều tháo cả. Cảm ơn Chúa. Họ chuyển qua ngợi khen thì chính Đức Chúa Trời đã ngự xuống. Và chúng ta thấy cửa ngục, những xiềng xích ở trong tay của những tội phạm, cũng như trên tay và chân của Phao-lô và Sila, tất cả đều rớt xuống. Thì Chúa đến. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 111 câu 7 chép: Hỡi đất hãy rung rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Thi Thiên 18 câu 3, câu 6, câu 7: Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi kẻ thù nghịch tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng của tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai của Ngài. Câu số 7: Bây giờ đất rúng động và rung, các núi cũng lay chuyển và rúng động vì Ngài nổi giận. Cảm ơn Chúa. Nó giải thích tại sao nền của ngục tù ở tại thành Philip đó nó rúng động vì sự hiện diện của Chúa. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Ngài đến và Ngài ngự ở trên tiếng hát ngợi khen của Phao-lô và Sila. Cái sự ngợi khen của họ đặc biệt. Sự ngợi khen này không phải là sự ngợi khen ở trong lúc thuận cảnh, mà là sự ngợi khen trong lúc nghịch cảnh mà họ vẫn ngợi khen Chúa. Đây là điều mà Kinh Thánh nói đến. Có hai sự ngợi khen:
sự ngợi khen trong lúc thuận cảnh, thì chúng ta thấy rằng đó là sự ngợi khen đáng dâng cho Chúa đó. Nhưng mà có một sự ngợi khen khác nữa mà Chúa Ngài muốn tìm thấy và Ngài rất là trân quý, đó là của lễ của sự ngợi khen. Ngợi khen mà nó trở nên của lễ đó, được kể là của lễ của sự ngợi khen đó, là bởi vì trong những giây phút đó mới để có thể dâng lên cho Chúa cái sự ngợi khen, đó là một cái sự hy sinh và một cái của lễ. Cho thấy hoàn cảnh lúc đó có thể lòng của chúng ta cũng không muốn ngợi khen Chúa. Hoàn cảnh nó áp đảo chúng ta, tinh thần của chúng ta đến cái độ là chúng ta không muốn ngợi khen nữa. Nhưng mà chúng ta lấy hết tất cả những gì mình có được, chọn nó để làm một cái của lễ mà dâng lên cho Chúa. Đức Chúa Trời trân quý những của lễ của sự ngợi khen là như vậy. Khi anh chị em đối diện với những trái chanh ở trong cuộc đời, anh chị em đứng lên, anh chị em ngợi khen Chúa, Chúa Ngài rất là vui. Tại vì chúng ta đã hiểu được một điều, đó là Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những nan đề trong đời sống của chúng ta. Satan rất muốn, và nhiều người cũng nghĩ như vậy, mỗi lần chúng ta có nan đề là chúng ta nói rằng đây là Chúa Ngài trừng phạt mình đây. Hay là mình có một cái quan niệm là những ngày mà nắng ấm, những ngày đẹp trời thì Chúa đang đi với mình, còn những ngày khó khăn thì Chúa đã bỏ mình rồi. Nếu có ai có cái quan niệm khi gặp anh em của mình gặp sự khó khăn mà chúng ta lên tiếng, cũng như lời nói của chúng ta mà chúng ta đạp họ xuống đó, thì chúng ta nói rằng phải là phạm tội nặng lắm mới gặp những sự thách thức, những cái nhiều trái chanh như vậy. Nó không lạ, bốn ông bạn, những người bạn của ông Giớp cũng đã làm như vậy. Những ngày đầu khi họ nghe tin Giớp mất hết tất cả, 10 người con, bao nhiêu bầy súc vật nuôi ở trong nông trại, ở trong nhà của ông, một ngày mất hết tất cả. Thì những ngày đầu họ đến, họ yên lặng, họ ngồi bên cạnh ông Giớp, không nói một lời nào. Đến một lúc thì những sự suy nghĩ trong lòng của họ, nó rất giống như loài người của chúng ta ngày hôm nay, họ bắt đầu lên tiếng. Họ lên án ông Giớp, nói rằng ông phải là tội lỗi lắm mới như vậy. Mặc dù Giớp luôn nói và nói với mọi người rằng không phải, ông vẫn trung thành, ông vẫn kính sợ Chúa. Vì con người không biết có một cuộc thách thức giữa Đức Chúa Trời và Satan. Chúa hãnh diện về cuộc đời của ông Giớp. Satan thì nói rằng tại vì Chúa Ngài bảo vệ cho nên Giớp yêu mến Chúa, kính sợ Ngài là phải rồi. Nhưng mà cho mất đi hết tất cả những cái phước hạnh đó đi, xem lòng của Giớp ra sao, Chúa sẽ thấy. Và cái sự thách thức đó Chúa cho phép xảy ra. Satan được quyền đụng đến, nhưng mà không được quyền đụng đến mạng sống của Giớp mà thôi. Điều này nhắc nhở cho chúng ta, Chúa của chúng ta là đấng có quyền, và Ngài có thể giải cứu chúng ta, và Ngài đang chờ đợi chúng ta mời Chúa vào trong hiện trường, khi chúng ta mời Chúa làm vua hoàn cảnh của chúng ta. Tiếng Anh có cái chữ kingdom, là một vương quốc đó. Thì chúng ta thấy rằng có hai cái chữ trong cái từ kép này, king là vua, dom là domain. Kingdom hay là nước hay là quốc gia là khi vị vua đó được giao cho cái quyền cai trị, the domain, thì nó là cái chữ kingdom. Tiếng Việt của chúng ta gọi là vương quốc. Cái quốc gia nào hay là cái vị trí, cái chỗ nào mà chúng ta xin Chúa làm vua ở trong cái hoàn cảnh đó, thì Chúa Ngài sẽ là vua của hoàn cảnh đó. Cho nên nước trời, lời của Chúa nói rằng nó ở trong miệng của chúng ta và ở trong đời sống của chúng ta, chứ không phải chỉ bên ngoài mà thôi. Khi nào tấm lòng của chúng ta dành một chỗ để Đức Chúa Trời làm vua của tấm lòng của chúng ta, thì vương quốc của Chúa thể hiện tại đó. Khi tấm lòng của chúng ta, tâm trí chúng ta, môi miệng của chúng ta tôn Chúa làm vua qua sự ngợi khen của chúng ta, thì lập tức vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện tại đó. Anh em thấy tuyệt vời không? Cho nên đừng ngậm miệng. Khi chúng ta đối diện với những thách thức, những cái trái chanh ở trong cuộc đời, đừng ngồi đó ở trong tư thế là chúng ta ôm đầu chịu trận, Satan cứ tiếp tục đánh đập chúng ta. Nhưng mà hãy trỗi dậy, mời Chúa bước vào trong hoàn cảnh đó, khi chúng ta xưng vương quyền của Ngài ở trên hoàn cảnh đó, khi chúng ta ngợi khen Ngài. Anh chị em nắm được vấn đề. Cho nên khi Satan cũng như những cái hoàn cảnh trong cuộc đời, những trái chanh đẩy chúng ta vào trong cái chỗ chúng ta phải biết lo, biết sợ, thì chúng ta đứng lên và chúng ta mời Chúa bước vào trong hoàn cảnh đó để Chúa Ngài thể hiện quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, Chúa là Đức Giê-hô-va Shalom của con. Con mời Chúa vào trong hoàn cảnh này. Ngài là Đức Giê-hô-va Shalom của con. Chúa đến, sự quyền năng và bình an của Ngài đến, thì sự bình an của Chúa sẽ cai trị lòng, lòng ý tưởng của chúng ta là như vậy. Hãy để Chúa làm vua bằng sự ngợi khen. Sự ngợi khen mạnh hơn cầu nguyện.
Cho nên chị em chỉ đừng cầu nguyện mà thôi, nhưng mà phải kèm theo sự ngợi khen. Chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể sai thiên sứ của Chúa để đem sự đáp lời, nhưng khi chúng ta ngợi khen chính Chúa, Ngài sẽ đến và Ngài sẽ mang sự đáp lời đến. Cả hai đều là phước hạnh, nhưng mà thiên sứ thì thấp kém quyền năng hơn chính Chúa. Amen anh chị em. Cho nên hãy nhớ, trong đời sống của chúng ta, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được đó là ngợi khen Chúa. Kẻ thù đã làm việc một cách rất tốt, và kết quả đã giữ hội thánh của Chúa gần 16 thế kỷ. Để con dân của Chúa giao cái sự ca hát ngợi khen vào trong tay của những người đặc biệt, được gọi là ban hát, ca đoàn. Con dân của Chúa thì chỉ đi xem lễ, để cho linh mục, để cho người lãnh đạo cũng như ca đoàn làm những công việc mà Chúa nhận định cho tất cả những con cái của Chúa. Vì sao? Bạn biết khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa trong cuộc cải chánh giáo hội, cải từ những cái tà, những cái xấu, những cái lệch lạc, đem hội thánh của Chúa vào trong cái chỗ để chúng ta trở lại, và chính chúng ta là những người đứng để chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Thì chúng tôi gọi những người đứng ở phía trên này khi nãy là những người hát dẫn. Cho tôi báo cho anh chị em sinh hoạt của BBC Houston, thì chúng tôi muốn phục hồi lại cái phước hạnh và quyền năng của Chúa trên đời sống của anh chị em qua việc chính anh chị em là những người thờ phượng. Chính anh chị em là những người ngợi khen Chúa. Chúng ta không thỏa lòng với cái việc chúng ta đi đến một cái buổi nhóm lại và chúng ta nhường cho những người khác họ hát. Còn phần của chúng ta chỉ đi xem như chúng ta đi xem hát. Chính chúng ta là những người mạnh mẽ, liên lạc ở trong buổi nhóm, khi chính chúng ta là những người dân cho Đức Chúa Trời của chúng ta những lời ngợi khen cảm tạ. Phước hạnh của nó lớn lắm anh chị em. Chúng ta trang bị điều này ngay những ngày này, vì những ngày sắp đến của chúng ta sẽ đối diện rất là cam go, có những lúc khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Nếu không có sự hiện diện của Chúa và không nắm bắt được chìa khóa này, chúng ta sẽ chịu đổ những giọt nước mắt không cần thiết, trong khi chúng ta có thể nhận được sự giải cứu, yểm trợ của Chúa một cách nhanh chóng. Đức Chúa Trời đến nhận khi chúng ta ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hãy bước vào trong vị trí này. Ai nên ngợi khen Chúa? Thi Thiên 150 câu 6 chép: mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta là mọi người còn thở. Chữ sinh vật ở đây không phải chỉ riêng là loài người của chúng ta mà thôi. Mọi sinh vật có hơi thở hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Như vậy, anh chị em có phải là sinh vật có hơi thở không? Hãy ca ngợi Chúa một cái sống động. Đừng đi nhà thờ như một con robot với những lập trình đã định trước, thì làm một cách lấy lệ. Nhưng mà hãy sống động. Ở đây hình ảnh của mọi sinh vật có hơi thở là những loài sống động. Hãy ngợi khen Chúa. Khi nào chúng ta nên ngợi khen Chúa? Khi mọi việc tốt đẹp phải không? Có. Khi mọi việc tốt đẹp chúng ta ngợi khen Chúa. Và khi mọi việc chung quanh chúng ta thấy dường như nó đang gãy đổ, nó đang đối diện với những cái bão tố, chúng ta vẫn ngợi khen Chúa. Tại sao? Thi Thiên 34 câu 1 chép: tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Amen. Chúng ta nói là tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va khi tôi thích. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va khi mọi việc tốt đẹp. Không, tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chữ hằng này thường xuyên ở trên miệng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta anh chị em. Phải như vậy. Bất cứ điều gì xảy ra, cho dù chúng ta đang ở những khoảnh khắc thấp hay những khoảnh khắc được Chúa Ngài cho chúng ta đang lên cao, trọng tâm của đời sống của chúng ta phải tập trung vào là chính Chúa và ngợi khen Ngài. Trong thời gian tốt đẹp, David là một người được gọi là người vừa lòng Chúa. Ông là người sáng tác rất nhiều những bài hát
Và trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh thì David, những bài hát ông sáng tác được đưa vào trong Kinh Thánh mà chúng ta gọi là thi thiên. Thì chúng ta thấy trong các thi thiên của David, cái điều mà ông nhắc nhở chính mình cũng như kêu gọi và ước mơ, đó là sự ngợi khen Chúa phải được dâng lên luôn luôn. Trong đời sống của ông, trên hội chúng của Chúa, và ông cũng ao ước là nguyện các nước cũng sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy trong cuộc đời của ông, Chúa có ban phước trên ông. Một ngày kia, David, ông thấy một cái hoàn cảnh, thì ông muốn làm một công việc cho Chúa. David muốn xây cho Chúa một ngôi nhà. Sự ký thứ nhất chương 17 từ câu 1 cho đến câu số 2, khi đã ở yên ổn ở trong cung điện, David nói với nhà tiên tri Nathan, này ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lại ở dưới những bức màn trại. Nathan tâu với David, xin vua cứ làm những gì lòng mình muốn vì Đức Chúa Trời ở với vua. Đây là một người có một cái tấm lòng chúng ta thấy nghĩ đến sự hiện diện của Chúa. Ông được lên ngôi làm vua. Ông được ở trong một cái nhà hay là một cái đền, một cái cung điện được cất bằng gỗ bá hương, gỗ sida đó. Thơm lắm. Cái mùi hương thơm của cây sida. Ông ở trong cái khung cảnh đời sống của ông một cách tốt đẹp như vậy, thì ông liền nhớ đến rương giao ước là hình bóng của sự hiện diện của Chúa lại ở trong cái lều. Cho nên David muốn xây cho Chúa một cái nơi để sự hiện diện của Chúa ngự. Ông muốn xây cho Chúa một căn nhà. Nhưng mà Chúa thì Ngài thấy tấm lòng của David. Trong lúc David muốn xây cho Chúa một căn nhà, thì Chúa lại bày tỏ ý của Ngài là Ngài muốn xây nhà cho David. Nhớ chữ nhà tại đây, chúng ta đừng nghĩ đến chỉ là gạch đá. David muốn dâng cho Chúa và xây cho Ngài cái đền thờ. Nhưng mà Chúa, Ngài thấy tấm lòng của ông và Ngài muốn xây dựng nhà của David. Dòng dõi của ông. Ngôi cai trị, ngôi vua cai trị của ông. Đây là điều mà xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta như một người chuyên môn về thống kê. Và Gia Cơ chương 1 nhắc cho chúng ta điều đó. Hãy coi, hãy xem, hãy kể những sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Tiếng Anh là count. Tức là một người thống kê ngồi xuống và ghi chép ở bên cái phía bên này. Cộng, 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 cộng. Kết quả của nó đưa ra. Thì cái đáp số khi mà nhìn thấy đó, nó là gia tăng và phước hạnh. Cho nên hãy coi mọi sự thử thách trăm bề đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn là như vậy. David muốn xây cho Chúa một căn nhà. Đức Chúa Trời nói rằng, không, ta sẽ xây dựng nhà của ngươi. Có những điều chúng ta nghĩ mình hầu vì Chúa. Và khi mình có sự thử thách khó khăn xảy ra, cái mình nói, tại sao con hầu vì Chúa, con phục vụ Chúa mà con lại đối diện với những sự khó khăn này? Rồi chúng ta không ca ngợi Chúa. Và David, ông hiểu được một điều Chúa bày tỏ cho ông là trong lúc ông định là làm một công việc cho Chúa, ông là đấng mà ông yêu mến và thờ phượng, muốn xây cho Chúa một cái đền để sự hiện diện của Chúa, rương giao ước được đưa vào đó, thì Chúa nghe nói rằng, không David, ông đẹp lòng Chúa là cái chỗ đó. Và Chúa nói rằng, không David, ta sẽ xây dựng nhà của ngươi. Ông hết lòng ngợi khen Chúa khi ông nghe tin tức này từ tiên tri Nathan. Lại Đức Giê-hô-va chẳng có ai như Ngài. Và theo mọi điều tai của chúng con đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Có dân tộc nào trên đất được như dân Israel của Chúa? Một dân tộc mà Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân riêng của Ngài. Chúa đã được uy danh rất lớn bởi những việc vĩ đại đáng sợ khi đuổi các dân tộc khỏi dân Ngài, là dân mà Ngài đã cứu chuộc ra khỏi Ai Cập. Chúa đã khiến dân Israel trở thành một dân thuộc riêng về Ngài đến đời đời. Còn Ngài, Đức Giê-hô-va, ôi, Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ lại Đức Giê-hô-va nguyện lời của Ngài đã phán hứa về đầy tớ của Ngài và về nhà của người được vững lập mãi mãi. Cầu xin Chúa làm đúng như Ngài đã phán, nguyện điều ấy được vững chắc và danh của Chúa được tán dương đến đời đời, rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời mà Israel thờ phượng. Còn nhà David là đầy tớ Ngài được đứng vững ở trước mặt Ngài. Ông ngợi khen Chúa. Khi thấy cái ước ao các ông muốn làm cho Chúa thì Chúa, Ngài đã đi trước và Ngài ban phước cho ông trước. Và Chúa cũng báo cho ông biết đó là con trai của ông mới là người xây dựng đền thờ cho Chúa chứ không phải ông.
Nghe tin này, David cũng ngợi khen Chúa. Vì ông biết, Chúa biết hơn ông. Ông chuẩn bị vật liệu đủ mọi thứ, bản vẽ. Nhưng mà con trai của ông thì mới được Chúa nhà sử dụng. Vì tay của David đã từng ở trong chiến trận và đã giấy máu. Sa-môn thì lớn lên trong thời bình. Chúa ban cho sự khôn ngoan đặc biệt. Và là người đã được cái đặc ân xây nhà của Chúa. David ngợi khen Chúa. Dù không phải theo như điều mình ước muốn, nhưng mà ngợi khen Chúa vì Chúa biết hơn là mình biết. Cảm ơn Chúa. Đây là những thời gian tuyệt vời đối với David. Và ông luôn ngợi khen Chúa. Và trong giai đoạn xây cất đền thờ của Chúa, thì chúng ta thấy ở trong Sử Ký thứ nhất 29 câu 20 đến 22, David nói với cả hội chúng: hãy chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Cả hội chúng liền chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu thờ lại Đức Jehovah và cúi chào vua. Câu 21, qua ngày sau, họ và toàn dân Israel dâng sinh tế và tế lễ thiêu lên Đức Jehovah gồm 1,000 con bò đực, 1,000 con chiên đực, 1,000 con chiên con, cùng các lễ quán cặp theo và nhiều tế lễ khác. Trong ngày ấy họ ăn uống rất vui vẻ ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Lần thứ nhì họ tôn con trai của David là Sa-la-môn lên làm vua. Họ nhân danh Đức Giê-hô-va sức dầu cho Sa-la-môn làm vua và lập Sa-đốc làm thầy tế lễ. Ngài khen Chúa trong lúc thuận cảnh, trong lúc những ngày tốt đẹp ở trong đời sống của mình. Tại sao tôi nhắc nhở anh chị em điều này? Lý do là rất dễ để khi chúng ta được Chúa ban phước, chúng ta quên Chúa. Người Mỹ có cái cách nói đó là khi chúng ta nhận món quà, chúng ta vui quá, chúng ta chăm chú nhìn vào trong món quà mà quên cái người đã cho mình món quà đó. Lời của Chúa qua Môi-se cũng căn dặn dân sự của Chúa: khi các ngươi vào ở trong đất hứa, khi các ngươi có cất nhà cửa và ruộng nương của các ngươi đem lại kết quả nhiều, đừng quên Đức Giê-hô-va. Vì trong lúc thịnh vượng, thuận cảnh, chúng ta cũng rất dễ để quên Chúa và thiếu sót trong việc dâng lời cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa trong thời điểm tồi tệ nhất. Phao-lô và Si-la bị tống vào tù, chúng ta còn nhớ, ở trong Công vụ chương 16. Họ bị đánh nát lưng hết. Người ta xé áo, người ta đánh đòn xong rồi tống vào trong ngục. Xiềng tay cùm chân lại ở trong ngục thật tối. Ở trong hoàn cảnh đó, hai ông có thể sao kỳ với Chúa? Sao con hầu việc Chúa, con vâng lời Ngài? Con đâu có phải là người có ý định qua đây đâu. Con định đi vào ở trong tiểu Á, nhưng mà Đức Thánh Linh đã ngăn cản ít nhất là 2 lần, khiến con không thể vào được. Nhưng mà rồi trong sự hiện thấy của người Macedon đã kêu gọi, và con đã đáp ứng lại, và con đã đến thành Philip này. Con đã giảng tin lành của Chúa, con đã đi tìm những người kính sợ Chúa và đã giúp đỡ. Rồi sáng hôm nay còn giúp đỡ một người đệ tớ gái bị quỷ phi tôn ám, mà đuổi quỷ ra khỏi và người này được sự tự do. Nhưng bây giờ tại sao con lại ở trong cái chỗ này? Ông có thể ngồi than phiền, than thân trách phận, nhưng mà không. Phao-lô và Si-la cầu nguyện xong thì họ bắt đầu ngợi khen Chúa. Họ hiểu điều mà tôi đã chia sẻ với anh chị em. Khi chúng ta ngợi khen, chúng ta tôn Chúa là vua ở trong cuộc đời của mình. Thì chúng ta xây dựng và trao cho Chúa cái quyền, cái vương quyền của Ngài. The King Domain. Thì kingdom của Chúa, nước của Chúa sẽ đến và thể hiện ra trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Một lần nữa anh chị em, là những người con Chúa sinh hoạt trong VBC Houston today, chúng ta nên thuộc lòng câu này, Thi Thiên 22 câu số 3. Còn Chúa là Thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel. Cảm ơn Chúa. Còn Chúa là Thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của con dân Chúa, của tuyển dân của Ngài. Amen. Thì anh chị em nghe những lời cầu nguyện của chúng tôi khi kêu gọi thờ phượng. Và chúng tôi thường cầu nguyện như vậy: Lạy Chúa, chúng con muốn xây cho Chúa một chiếc ngôi giữa những sự ngợi khen này. Xin Chúa ngự trên những tiếng ngợi khen này. Và trong đây cũng là điều mà tôi mở ngoặc để giúp cho anh chị em, để chúng ta cũng thực hiện điều này luôn. Trong các chuyến đi xa hầu vị Chúa, có những lúc các tín hữu ở những cái vùng đó mời chúng tôi về nhà của họ ngủ. Và thời gian mà hội thánh Việt Nam của chúng ta tài nguyên còn giới hạn đó, thì chúng tôi không có được mời ở khách sạn mà được mời về nhà. Có những căn phòng ở trong nhà, nếu là cái căn phòng mà của một em nhỏ, một em bé trước cái tuổi biết phân biệt giữa điều thiện và điều ác đó, ở trong nhà đó, ở trong cái phòng đó ngủ rất tốt. Mà nhiều khi họ cho ở trong căn phòng của một thiếu niên,
trong đó có hình của những ca sĩ, rồi những thứ mà tuổi thiếu niên các em có thể đem vào bỏ vào trong cái phòng đó. Thì chúng tôi bước vào trong cái phòng đó, không dám nói với chủ nhà, nhưng mà cảm nhận liền một cuộc chiến tâm linh bắt đầu diễn ra. Con người tâm linh bên tôi ở trong là bắt đầu đánh trận. Một trong những điều mà chúng tôi phải làm là đem dầu ra sức ở trên cái phòng đó và mở nhạc ngợi khen lên, thì tôi mới ngủ được. Vì Chúa ngự giữa tiếng hát ngợi khen. Đó là cách nhanh nhất mà chúng ta có thể thanh tẩy hóa một môi trường thuộc linh ở trong một căn phòng, ở trong một vị trí. Nếu Chúa ngự giữa tiếng hát của tuyển dân của Ngài, thì Satan ngự giữa những tiếng hát rap music, rock music, metal music mà các em trẻ đó thì nó chơi ầm ĩ lên, cho nên đã mờ rồi, có một sự hiện diện ở trong cái phòng đó. Nhạy bén đủ chúng ta sẽ thấy điều đó. Tôi nhớ một lần tôi và một sư đã học vì Chúa, ở trong ơn của Chúa, chúng tôi đến Portland, Oregon. Thì một sư Samson Rakuma bay từ Đức qua, cho nên một đoạn đường rất là xa. Tôi thì từ Houston qua. Ngay sau khi hai tuần lễ ở Atlanta, thì đây qua Atlanta thì mình lại đi sau khoảng 1 giờ. Rồi từ Atlanta bay tuốt qua bên Portland, Oregon, thì thay đổi 3 giờ đồng hồ, cho nên cái thời giờ nó cũng rất là xáo trộn. Nhưng mà tôi với một sư Samson, cái đêm đầu tiên nó ngủ được. Chúng tôi cảm nhận ở trong cái phòng mà họ cho chúng tôi bên này một giường, tôi ở bên một giường. Ông cầu nguyện suốt đêm, tôi cũng cầu nguyện suốt đêm. Bởi vì tối rồi không có hỏi được. Sáng ra thì tôi hỏi, trong cái phòng này chứa cái gì trong này? Thì người chủ nhà nói rằng, dạ cái phòng này là cái phòng mà anh vợ của em ở. Mà anh này không có tin Chúa. Tôi hỏi còn trong phòng đó là cái gì? Nó dạ mấy cái đồ anh trưng ở trong phòng này, nhưng mà để tiếp rước mục sư tụi em dọn, tụi em bỏ vô trong cái phòng đó. Mở cửa phòng ra lũ khủ, nào là rồng, là rắn, là đủ mọi thứ, nó nằm ở trong cái closet đó. Chúng tôi biết được nhân danh Chúa quỷ phá, thanh tẩy cái môi trường thuộc linh đó. Thì mục sư Samson Rashkoma và tôi mới có thể ngủ được. Tôi chia sẻ đến cho em thấy được nó, đây là điều rất là thật. Cho nên chúng ta nhớ cái nguyên tắc rất là quan trọng, Chúa ngự giữa những tiếng hát ngợi khen của Israel, của tuyển dân của Chúa. Âm nhạc là một cái cánh cửa để mở vào ở trong thế giới thuộc linh. Đó là lý do chúng ta thấy các tôn giáo đều có những tiếng trống, tiếng nhạc của nó. Trong những năm tháng gần đây, chúng ta cũng thấy có những cái video clip ghi lại những cái khung cảnh mà người Việt của chúng ta bên quê nhà họ lên đồng đó. Họ cũng có tiếng nhạc của họ. Ở quê của tôi ngày xưa, ở trong chùa ông, thì những người theo lão giáo, có những người họ dâng cái thân xác của họ để cho những cái linh nhập vào họ, gọi là ông lên. Thì cái tiếng trống của họ đó, nó cũng là tiếng nhạc. Nó cứ tung 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 nó gõ. Thì có những người là đang làm ruộng làm rẫy ở bên phía bên kia sông lội về, chạy thẳng vào trong cái chùa đó, đứng lắc lắc đầu một chút, nghe cái mùi nhang một chút là bắt đầu nhập vào. Xưng là quan công, là quan bình, là châu xương, là đủ mọi thứ hết. Có những cái âm nhạc. Chúng ta là con cái của Chúa thì âm nhạc ngợi khen thờ phượng là được Chúa Ngài tiếp nhận. Và Ngài vui để nhận khi chúng ta ngợi khen Chúa. Nên khi đời ném cho chúng ta những trái chanh, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng những trái chanh đó, hãy quyết tâm đứng lên và ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa ở trong những lúc đời sống của chúng ta đang tốt đẹp. Ngợi khen Chúa luôn cả ở trong những giây phút chúng ta đối diện với những thách thức khó khăn như Phaolô và Sila đã làm gương cho chúng ta tới đây. Gìn giữ tấm lòng và môi miệng của mình trong những giây phút chúng ta đối diện với những trái chanh của cuộc đời. Vì rất dễ để chúng ta cào nhào, lầm bầm, phàn nàn. Hãy chọn ngợi khen Chúa. Ở những lúc bình thường thì đâu cần phải ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa là chiến trận. Không anh chị em, bình thường chúng ta cũng phải ngợi khen Chúa. Những ngày bình thường trong cuộc sống của chúng ta, nó có chiều hướng khiến cho chúng ta khó để ngợi khen Chúa hơn. Vì có những người đời sống khổ mới chạy đến Chúa. Còn mọi việc, mọi chuyện nó đang suôn chảy tốt đẹp thì ngơ ngơ là đến nhà của Chúa thì đi như là lấy lệ, như là đi đến trả lễ cho Chúa xong, đánh một cái dấu là làm xong công việc đi thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật rồi, trở về muốn làm gì làm. Không, anh chị em, vua David khuyến khích
chính ông. Ở trong Thi Thiên 103 câu 1 đến câu số 5, hỡi linh hồn ta hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, mọi giờ ở trong ta hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác của ngươi, chữa lành một bệnh tật của ngươi, cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy lòng nhân từ và sự thương xót mà làm gương vương miệng đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được thỏa mãn, khoảng mãn nguyện những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi sẽ hồi phục như của chim phụng hoàng. Đây cũng là một điều phước hạnh khác. Anh chị em muốn mình được khỏe mạnh và trẻ trung luôn, hãy như David ở đây, hết lòng ngợi khen Chúa. Mà ông biết linh hồn của ông nhiều khi nó quên đó. Linh hồn thì chúng ta đã học rồi, nó gồm có lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta. Có những lúc cái lý trí của chúng ta đó, nó nói cái này thì làm sao cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa được. Chờ cho đến mọi việc nó tốt đi. Chúa hiểu mà. Đúng, Chúa hiểu. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi chúng ta lòng biết ơn. Xin giúp để chúng ta cứ tiếp tục ngợi khen Chúa. Dù hoàn cảnh có như thế nào, tình cảm của chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì lúc vui thì chúng ta thấy rằng dễ để chúng ta ngợi khen Chúa. Lúc buồn thì chúng ta muốn khóc mà chứ không muốn hát. Cho nên David ông thường nhắc, hỏi linh hồn ta sao ngươi sợ ngã trong ta. Hỏi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ông gọi linh hồn của mình, ông gọi lý trí, ý chí và tình cảm của ông, hãy trỗi dậy để làm công việc mà ông biết rằng nó sẽ là điều phước hạnh. Anh em xem. Nên khi nào mà chúng ta thấy lái xe được đến nhà thờ là quý lắm rồi đó mục sư. Đáng lý là nằm sải tay ở nhà đó, nhưng mà đến được nhà thờ là quý lắm rồi. Tiến thêm một bước nữa, có thể không cảm thấy ngợi khen Chúa, nhưng mà gom hết là một cái của lễ của sự ngợi khen, bắt đầu ngợi khen Chúa, rồi anh chị em sẽ thấy sự tươi mới của Chúa đến. Ở nhà thấy lúc này già quá sao, ê, ẩm thân thể. Nhưng mà tôi khuyên anh chị em hãy ngợi khen Chúa đi. Chúa Ngài sẽ phục hồi và tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phượng hoàng. Những buổi thờ phượng mà chúng ta hát, mà chúng ta quên mình, chúng ta lạc vào ở trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa. Có điều Chúa làm. Nhiều chị em làm chứng với tôi nói rằng có những buổi thứ ba là ở nhà mệt á, cũng thấy ấm đầu, nó cũng thấy mệt mệt đó. Nhưng mà đến nhà của Chúa ngợi khen xong, thờ phượng xong là thấy nó khỏe ra. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa ở nơi công cộng cũng như ở những nơi riêng tư. Chúng ta nên có thái độ ngợi khen trước khi chúng ta đến để cùng với hội thánh ngợi khen Chúa. Tôi hiểu cái giá trị này, cho nên tôi thường cảm ơn Chúa vì anh bạn cho em về đây để chúng ta chuẩn bị cùng nhau thờ phượng Chúa. Cái sự ngợi khen thờ phượng cá nhân ở tại nhà của chúng ta là điều quý. Nhưng mà có một sức mạnh mà chúng ta thấy nhân lên lũy thừa đó, khi chúng ta đứng chung với nhau và chúng ta ca ngợi Chúa. Mà muốn được như vậy, anh chị em có muốn hội thánh của chúng ta tiếp tục được ơn của Chúa và nhóm lại là phép lạ xảy ra không? Tập ngợi khen Chúa trên đường đến nhà thờ. Thay vì lái xe đi đoạn đường hơi xa một chút xíu, rồi nghe những người xung quanh họ nói ra nói vào, nói rằng lúc này xăng nó mắc quá, đi nhóm với tại nhà thờ chỗ của mục sư Khánh phục vụ là nó xa quá, than phiền, tại sao ba, tại sao mẹ, tại sao anh, tại sao em lại kéo đi đến cái nhà thờ đó làm chi. Chúng ta tới nơi chúng ta mất ơn hết. Nhưng mà thay đổi, tận dụng những thời giờ đó, chuẩn bị tập hát trước, làm ấm giọng của mình trước, chuẩn bị để khi ban hướng dẫn người chơi nhạc cụ chỉ chơi một hai nốt nhạc là chúng ta bắt đầu nhập cuộc liền, vì chúng ta đã tập trước, chúng ta đã làm nóng trước rồi. Amen anh chị em. Còn không đó, khi chúng ta đến mà chúng ta còn cái lòng của mình còn ngoài bãi đậu xe đó, mà mình cũng đang lê thê lết thết đi vào trong nhà thờ, nhiều khi tôi nhìn thấy có một số người đi nhà thờ, tôi nói rằng có thấy rằng Chúa Ngài nhìn không. Đi ăn tiệc này kia rồi thì là chắc là nhanh nhẩu gọn gàng, cần nhớ đến cái ngày đi ăn tiệc phải đi làm tóc nè, để làm bộ móng cho nó thiệt là ăn khách nè, rồi quần áo phải chuẩn bị. Đi ăn cưới thôi mà chúng ta đã chuẩn bị như vậy, huống chi chúng ta chuẩn bị để ra mắt vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta đang chuẩn bị cùng với hội thánh của Chúa xây dựng một chiếc ngôi mà Chúa toàn năng, Ngài sẽ đến và ngự trên những tiếng hát ngợi khen đó. Chúng ta sẽ có cơ hội để được gặp gỡ, chạm trán với Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy coi những thời giờ này là những giờ quý ở trong đời sống của chúng ta. Những trái chanh trong cuộc đời, những khó khăn, những bão tố trong đời sống, nó phải rúng động trước sự hiện diện của Chúa của chúng ta. Cho nên có vị trí của những người hướng dẫn thờ phượng, họ có thể làm cái công việc của họ để giúp chúng ta. Nhưng đừng giao cho họ hát thay thế cho chúng ta, mà chính chúng ta phải là những người thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng anh chị em,
Đây là điều mà chúng ta cần làm luôn, để chúng ta tập dượt ngợi khen Chúa và luôn có duyên cớ và nhiều nhiều ý tưởng để chúng ta thờ phượng ngợi khen Chúa. Đó là chúng ta hãy hát cho Ngài một bài ca mới. Một bài hát mới chúng ta hát là chúng ta hát về những việc Chúa mới làm trong đời sống của chúng ta. Bài ca mới không nhất thiết là một bài mới sáng tác. Lợi ích ở tại đây anh chị em, anh chị em có nhớ chúng ta được nhắc nhở hãy đếm các ơn phước Chúa ban không? Trong bài hát, hãy đếm các ơn phước của Chúa ban. Thì chúng ta thấy rằng ơn phước của Chúa quá nhiều hơn là chúng ta có thể đếm nổi. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cớ để chúng ta ngợi khen Chúa. Đếm các ơn phước Chúa ban bằng cách quan sát những việc Chúa mới làm trong đời sống của chúng ta. Chúa đáp lời cầu nguyện, Chúa cho chúng ta kinh nghiệm điều này, chúng ta được Chúa cho chúng ta nghe cái lời làm chứng kia, chúng ta gặp gỡ các anh chị em, chúng ta kinh nghiệm những phép lạ, những dấu kỳ Chúa ngày làm trên đời sống của chúng ta. Đó là những điều mà Chúa ngày muốn chúng ta chuyển nó trở nên bài hát chúng ta ngợi khen Chúa. Thi Thiên 98 câu 1, hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới vì Ngài đã làm các phép màu, tay phải và cánh tay thánh của Ngài đã đem chiến thắng về cho Ngài. Hát cho Chúa vì Ngài đã làm các phép màu. Thi Thiên 41 câu 1 đến câu 3 rồi chúng ta kết thúc. Tôi kiên nhẫn trong đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm của quỷ diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vần đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đây là điều mà anh chị em Chúa muốn thấy và chúng ta cũng ao ước. Nhiều người sẽ thấy điều đó và kính sợ, đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có thế nhân đang quan sát chúng ta. Và khi họ thấy cái cách sống của chúng ta, sự ngợi khen thờ phượng và những điều Chúa ngài làm trong đời sống của chúng ta, họ thấy những điều đó và sẽ kính sợ và đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Tôi luôn hát cho Chúa bài ca mới. Mỗi buổi sáng tôi đứng và mở cái sáu cửa nhìn ra sân sau. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con căn nhà này, vị trí này. Ngay giây phút đó thì trong tấm lòng của tôi, tư tưởng tôi nhớ đến cái ngày mà máy bay hạ cánh. Tôi nhớ hãng máy bay Continental ngày xưa. Đáp xuống phi trường tại Los Angeles, tôi bước ra với một cái túi iSEM, trong đó có hồ sơ cầm ở bên tay. Bên kia có một cái túi khác, ở trong đó có một cái quần. Và bên trại tị nạn tôi đã ngồi và khâu lại từ hai cái quần, mà nó bị rách, phải khâu lại. Chân thì mang một đôi dép. Trong túi không có một xu nào hết. Khi cần gọi điện thoại, cú điện thoại đầu tiên phải đi xin tiền, người ta cho 25 xu. Bây giờ con có tất cả. Con ca ngợi Chúa vì cái linh trình con đi với Chúa. Con không có một chỗ nào để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con khổ quá. Nhưng mà con có tất cả những lý do để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa tuyệt vời. Ngài đã mang con từ cái chỗ của thấp cùng ở trong cái vũng bùn để kéo con lên. Nhìn đến những gì Chúa ngài ban cho so với những ngày đó. Nhìn cái kệ dài của mình, mới qua mang đôi dép, bây giờ dài dressing suit, dài để ăn mặc lịch sự đi những lễ hội hay là hầu vị Chúa, màu đen, màu nâu, rồi dài thể thao, đủ mọi thứ hết. Nhìn vào trong tủ quần áo mình, ở trước có một cái quần mà phải hai cái quần để mà mình khâu nó lại để có, để mà che thân. Vì ở đại tị nạn anh chị em, chúng ta sống ở tại đó, cuối cùng là ở tại đó tổng cộng là 9 tháng thì không còn gì hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ con có tất cả. Nhìn vào trong đồ vest thì màu xanh có, màu bạc có, màu nâu có, màu đen có, nhiều quá. So với lại ngài mà con cũng như nhiều người Việt Nam của con là đối diện, mình có hai bộ đồ, anh chị em còn nhớ không? Một bộ mặc ở trên người và một bộ ở trên dây treo quần áo. Bữa nào trời mưa phải đem vô trong nhà tìm cách để quạt lửa này kia cho nó mau khô. Nhiều khi nó không khô hết nữa, ngày hôm sau mặt nó hôi rình, mình đi tới đâu là người ta biết cái mùi của mình sắp đến.
Chừng đó thôi anh chị em, chúng ta có nhiều cớ lắm để chúng ta ngợi khen Chúa. Nếu ai mà nói rằng tôi không có cái lý do này, không có cớ gì để tôi ngợi khen Chúa, tôi tin rằng anh chị em dối mình và là một cái người vô ơn lắm. Chúng ta là những người được Chúa ngài ban phước, chúng ta có nhiều cớ để chúng ta ngợi khen Chúa. Anh chị em, những trái chanh của cuộc đời nó ném vào trong chúng ta để nhằm mục đích cho chúng ta thấy mình bất hạnh, Chúa không có ở cùng mình, vân 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 vân. Nhưng mà những lời cảm tạ và ngợi khen cho chúng ta biết rằng không, Đức Chúa Trời ngài tiếp trợ, ngài ban ơn, ngài chữa lành, ngài dẫn đưa, ngài làm tất cả những điều này và ngài là Đức Chúa Trời tốt lành của tôi. Phía sau những nan đề này, những thử thách này, những trái chanh này, chúng ta sẽ là người mạnh mẽ hơn, trọn vẹn hơn trong ơn của Chúa, vì Chúa ngài là đấng muốn xây dựng cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp đến từ Đức Chúa Trời, những điều xấu đến từ ma quỷ. Trên cùng với tôi trong thời gian này, anh chị em có thể đứng lên và chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa. Nói thành lời, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, con ca ngợi ngài, và anh chị em nói với Chúa đi. Và tôi sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Ngợi khen Chúa của chúng con. Chúc tụng ngài vì sự chu cấp ban ơn của Chúa trên đời sống của con. Cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của ngài. Con là ai? Chúa ơi, ngài yêu mình. Gọi chọn và bây giờ con được có một chỗ để hầu việc ngài. Cảm ơn Chúa vì con là ai? Được Chúa ngài ban ơn, ngài ban phước. Con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì ngài đã ban ơn một người trẻ đến tại đất nước này với nhiều cái tỷ lệ là có thể trở nên hư hỏng của ăn chơi, của hút sách. Cảm ơn Chúa con được gọi, được chọn để bước vào trong vị trí của người hầu việc Chúa, được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Biết ơn Chúa vô cùng. Con chúc tụng ngài vì gia đình, về con cái, về hậu tự và tất cả những điều Chúa nghe ban cho. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì ngài cho phép những trái chanh mà đời này đã ném vào trong đời sống của con. Con quyết tâm với ơn và sức của ngài, chúng con sẽ biến nó trở nên những điều lợi ích cho chúng con, để rồi sẽ có những ly nước chanh đem lại sự tươi mát sảng khoái cho những người, cho thế nhân đang quan sát, để họ biết và kính sợ Chúa là Đức Giê-hô-va của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Xin ban ơn Chúa giáo để hết thảy anh chị em của chúng con. Chúng con có thể đối diện với những thách thức, những khó khăn trong đời sống theo sự chỉ dẫn của ngài để cuộc đời của chúng con, Chúa giáo, sẽ là một lời làm chứng, một bức thư sống, một bài giảng sống mà thế nhân có thể đọc được để biết Đức Chúa Trời mà chúng con phục vụ, Cha Thiên Thượng của chúng con là ai và phước hạnh của người con Chúa là lớn dường nào. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa, xin tiếp tục Chúa giáo dẫn dắt chúng con, để chúng con sẽ được hoàn chỉnh và cuộc đời của chúng con liên tục được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa. Có những nhu cầu ở giữa chúng con, Chúa giáo, xin giờ này ngài nghe những tiếng hát ngợi khen của anh chị em chúng con từ nơi tâm lòng dâng lên trước mặt ngài. Anh chị em ai đang có những nhu cầu trong đời sống của mình thấy bất an trong những ngày qua, hãy bắt đầu ca ngợi Chúa là Đức Giê-hô-va Shalom. Nói với Chúa đi, Chúa ơi, Chúa là Đức Giê-hô-va Shalom của con, Chúa là sự bình an của con. Nên cho em cần sự tiếp trợ về tài chính, hãy ngợi khen Chúa và chúc tụng ngài là Đức Giê-hô-va Jireh của anh chị em. Anh chị em cần được sự chữa lành, hãy ngợi khen ngài là Đức Giê-hô-va Rapha của anh chị em, đấng chữa lành bệnh tật cho anh chị em. Anh chị em bị đời chà đạp và cần được binh vực, anh chị em hãy cầu nguyện và ngợi khen Chúa, ngài là đấng xưng công bình chúng ta, ngài là đấng binh vực chúng ta. Nếu anh chị em cô đơn, hãy ngợi khen Chúa, ngài là Đức Giê-hô-va ở đó với chúng ta. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì ngài là đấng chăn dắt chúng ta. Chúng ta không cần gì khác hơn, có Chúa chúng ta có tất cả. Ngợi khen Chúa, chúc tụng ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài giấu nhận nơi đời sống của chúng con những tiếng hát ngợi khen, xin ngự đến chiếm hữu hoàn toàn đời sống của chúng con và bày tỏ vương quyền của ngài trên cuộc đời của chúng con bằng sự hiện diện của chính mình ngài và quyền năng của ngài. Với sức của Chúa, với ơn của ngài, chúng con sẽ thắng những trái chanh này của cuộc đời. Ngợi khen Chúa, chúc tụng ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em hội thánh tràn đầy ơn của Chúa, để chúng ta sẽ tiếp tục được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng tôi sẽ nán lại đây để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu. Xin Chúa ngài ban ơn và đáp ứng. Mình xin Chúa ngài ban ơn ở cùng với hội thánh, và chúng ta sẽ gặp nhau trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.